Chào mọi người, đây là tủ lạnh nhà mình nè mọi người. Hôm nay mình mở tủ lạnh để giới thiệu cho mọi người một cái mẹo nhỏ là làm sao mà khử mùi cái tủ lạnh nó hết hôi nha mọi người. Cái này là bí quyết mình cũng mới thử thôi đó mọi người, mà có hiệu quả. Đây, mình mở tủ lạnh cho mọi người xem nha. Đây, tủ lạnh nhà mình để đồ những nhiều đồ lắm. Mà nhà mình là thích ăn mắm, mắm với khô, cho nên mình hay để mắm với khô lắm mọi người. Đây là khô rồi, tôm khô đủ thứ hết trơn. Còn ở đây là mắm, mấy hũ mắm đó, mắm đủ thứ à, mắm chua rồi mắm lóc rồi mắm cá linh rồi mắm đủ loại mắm đó mọi người. Bởi vì cái tủ lạnh mình á, rồi bên đây á, đá thì thịt tươi thịt sống đó, mình lên đá cho nên là nó cũng hơi hôi. Mà mỗi lần mà cái tủ lạnh nó hôi á, hơi hôi bốc mùi hôi một xíu á, thì người ta chỉ mình để nào là vỏ chanh, vỏ bưởi, vỏ cam rồi xác cà phê, nhưng mà mình để thấy nó cũng không có bán mùi hôi nhiều hết trơn á, cũng vẫn còn hôi. Nhưng mà hôm nay nè, mình mở cái tủ lạnh ra không còn một mùi hôi, là mình sẽ chỉ cho mọi người một cái mẹo nhỏ nè, không có mùi hôi là gì. Tại ngày hôm qua mình đi chợ, mình mua củ ghiền. Đây, mình mua củ ghiền về mình sắc nhỏ, mình định ướp mắm, nhưng mà mình chưa có ướp, mình mới để vô tủ lạnh để qua ngày hôm sau mình ướp. Nhưng hôm nay nè, mình mở tủ lạnh ra, mình định lấy củ ghiền để mình ướp mắm, mở tủ lạnh ra không có một cái mùi hôi luôn mọi người. Không ngờ là hay thiệt, để cái củ ghiền vô cái tủ lạnh bây giờ không có một mùi hôi nào luôn. Mọi người không tin, mọi người cứ làm thử giống mình đi, thử coi có bán mùi hôi không nha. Tại vì mình để cái củ ghiền nó vô là nó không có mùi hôi á mọi người. Đó, mọi người cứ làm thử giống mình đi nha, để coi nó có hết mùi hôi không. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn mọi người.